Xin chào các bác, chào mừng các bác trở lại với trang Kính Cổ Quý Xưa. Trước tiên rất cảm ơn các bác luôn quan tâm em và ủng hộ em trong suốt thời gian qua. Các bác nào mà chưa kênh của em và nút đăng ký kênh màu đỏ góc phải bên dưới biểu tượng video, biểu tượng quả chuông để mỗi khi lên video hệ thống YouTube sẽ gửi tin nhắn rất nhanh qua điện thoại các bác để cập nhật video nhất nhanh nhất thường xuyên với em, vì ngày nào hàng ngày đến video để tránh mất thời gian em sẽ vào phiên ngày hôm nay. Phiên ngày hôm nay có cây kính đó là đúc bồ la mi bọc vàng của Pháp xưa, được sản xuất tại thập niên 1950-60. Cái dòng này rất là nhiều. Mỗi lần em về hàng trăm cây và em sẽ lên từng cây một, đó là nguyên tắc của bên em từ xưa nay là thế. Bác nào Hà Nội, gần Hà Nội có địa chỉ cho em ở ngõ 390 đường Trường Chinh, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội. Số điện thoại là 0916566826, cũng là số điện thoại Zalo. Các bác là tỉnh xa hết sức đơn giản, em sẽ gửi vào một phương tiện là bưu điện, ô tô, máy bay, tàu hỏa, phương tiện gì mà nhanh nhất, hợp tình, hợp lý, hợp phí người phương tiện đó. Thời gian gửi từ 1 đến 2 ngày, chỉ nhất là 3 đến 4 ngày, tùy theo thiên tai dịch bệnh bão lũ. Đúc bồ la mi bọc vàng của Pháp xưa rất mới, rất đẹp nhé, còn là khá mới so với mấy con trước, và giá đây là 8 triệu đồng, hay còn gọi 8.000 k, giá là 8 triệu đồng hay còn 8.000 k. Sản phẩm bán ra luôn luôn được bao chức bao test toàn cầu trên toàn lãnh thổ, có yên tâm về giá cả chất lượng sản phẩm, về thời gian bán hàng, về hình thức mua bán là các bác là chuyển khoản em ship, các bác chuyển ship thì vui lòng là cọc 100 k, đó là quy định bên em từ xưa này đấy. Về thời gian là từ 7 giờ sáng đến 11 giờ tối, tất cả ngày trong tuần không nghỉ nào, kể cả ngày lễ ngày Tết. Với điều kiện các bác điện thoại trước cho em, tránh tình trạng đến đột xuất của em bị hàng và đi giao lưu đồ cổ đồ xưa. Đặc biệt hơn là đi thẩm định và định giá đồ cổ đồ xưa cho anh em bạn bè người thân. Các bác nhớ là điện thoại trước cho em trước khi đến để em nghênh tiếp đón từ xa và lắng nghe thấu hiểu các bác nói, em tư vấn cố vấn cho bác chưa vấn đồ cổ đồ xưa gì hợp tình, hợp lý, hợp ý, hợp tông của cô. Đó là cái giá trị cực kỳ lớn bác nhận được. Tránh tình trạng đến đột xuất quá để em đi vắng. Đúc bồ la mi của Pháp xưa giá 8 triệu đồng hay khoảng 8.000 k. Các bác mua bán đâu, các bác mua bán bác nên lựa chọn nơi mua bán lâu năm, nó có thương hiệu uy tín. Ở Hà Nội cũng Sài Gòn, em và một số anh em chơi đồ cổ, mua bán đồ cổ là hai mấy năm và ba mấy năm, số điện thoại toàn trên 20 năm, số điện thoại của em là 21 năm, đó là em dùng từ rất lâu rồi. Các bác có thể thấy có hỏi tổng đài là ra ngay. Tránh tình trạng mua ở cái chỗ địa chỉ không rõ ràng, địa chỉ linh tinh, địa chỉ lung tung. Ngày nay với phương tiện thông tin chúng, một số đối tượng xấu họ lập cái gian hàng ảo, bán hàng qua các trang thương mại điện tử, bán qua app không địa chỉ, không số điện thoại, mà có số điện thoại chỉ là sim khuyến mại, sim rác, bán qua những trang mạng xã hội lập nên cái nick tích xanh tích đỏ cũng là ảo, không địa chỉ, mà có số điện thoại toàn sim khuyến mại, sim rác, xong rồi mua bán thì hẹn một nửa đường, hẹn cà phê không hẹn được, anh ở đâu em mang quay xem mua thôi. Đấy là đối tượng xấu, đa phần nó bán những cái kính dởm, kính giả, đồng hồ đeo tay giả dởm, quần áo hàng hiệu dởm giả, nhái, ví thắt lưng, giày dép. Rất nhiều các bác là cũng đôi lúc con em thấy con bác bị dính mà cũng không nói lên lời. Bởi vì sao? Bởi vì là nó mỗi cái địa chỉ linh tinh, số điện thoại, sim khuyến mại, sim rác, đấy rất là nguy hiểm. Nên chọn những cái nơi mua bán đồ cổ đồ xưa lâu năm có thương uy tín ở Hà Nội, em và một số anh em rất lâu rồi. Các bác có thể không mua bán được, nhưng bọn em sẽ tư vấn cố vấn cho bác xem bán đồ cổ đồ xưa gì hợp tình, hợp lý, hợp ý, hợp tông vuông. Sau này các bác đi ra nước ngoài mua bán rất là tự tin. Đấy, đó là cái kinh nghiệm mà trong nước ngoài nước bao vòng là em sẽ tư vấn về chuyên sâu về đồng hồ, kính bút, nhẫn, mật lửa, đồ cổ đồ xưa, đồ độc, đồ lạ, đồ hiếm, loa đài âm thanh, tivi, cassette, rồi là xe đạp. Đấy, tất cả nó phải liên quan về đồ cổ đồ xưa, đồ cổ châu Âu. Giá là 8 triệu đồng nhá. Một số các bác thắc mắc cái kênh của em triển khai hơn 5 năm mà tại sao không có 1.700, 1.800, em cũng giải thích rất nhiều rồi, bởi là em làm cách hữu sạn tự nhiên hương, không có like, không view, không thuê đơn vị nào quảng cáo marketing sale. Một số kênh khác cũng làm 5 năm rưỡi mà đây 8.000, 9.000, 15, 16, 17.000 đăng ký kênh. Đó là thêm đơn vị thứ ba quảng cáo marketing sale để like lại để đăng ký kênh theo dõi lên một cách chóng mày chóng mặt, rất là nguy hiểm nhá. Đây là góc độ chia sẻ quan điểm. Đấy, về vấn đề đa cấp hay đồng tiền nào sàn vàng em nói rất nhiều rồi, các bác nào mà chưa biết có thể xem nghe lại để phòng tránh cho các bác và phòng tránh cho người nhà. Đặc biệt là vấn đề hack tài khoản, hack dữ liệu, em cũng có những cái buổi chia sẻ rất là chuyên sâu, thì các bác có thể xem lại những video trước để nắm bắt được, tránh tình trạng vấp phải những cái trường hợp như thế thì mất tiền oan. Đấy, đó là cái kinh nghiệm mà em chia sẻ với các bác. Đây là cái góc độ chia sẻ quan điểm không có lớp không dễ đời. Một lần nữa rất cảm ơn các bác quan tâm dành thời gian xem video của em vừa dài vừa thô. Bác nào chưa có kênh của em phải đăng ký kênh màu đỏ và nút biểu tượng quả chuông để mỗi khi lên video hệ thống YouTube sẽ gửi một tin nhắn rất nhanh đến cho các bác. Và xin chào và hẹn gặp lại phần sau.